Thì mỗi người thì có một cái thú vui riêng. Thì thứ nhất á, ai cũng thú vui hết, thì mình cũng vậy. Mình có thú vui là sưu tầm, và thứ hai á, là rất là mê xe hơi. Nhưng mà hồi trước giờ đi làm nhiều á, thì không có để ý tới cái môn này. Và cách đây là năm ngoái thôi, mình biết cái hội của Hot Wheels. Rồi cũng từ đó dần dần mua những chiếc xe nhỏ nhỏ á, và cho tới bây giờ thành thành được những cái bộ sưu tập thế này. Thì đúng ra mà nói về cái thú chơi xe này á, thì nó có từ bé. Mà nếu chính thức bắt đầu là sưu tầm xe thì khoảng từ năm 82 là bắt đầu, lúc đó đã lát đấy, là có bắt đầu là có tự sưu tập riêng, giống như thích chiếc nào thì mua về. Lúc đó thì trong tay khoảng tầm chừng 4 hoặc 50 chiếc. Và hiện nay thì tới thời điểm này thì có khoảng trên, công ta hiện nay có khoảng trên khoảng 3.000 chiếc. Thì cái xe mô hình này thì thật sự nó vẫn là một cái trò chơi, và nó đeo đẳng từ cái tuổi thơ, từ cái lúc mình còn nhỏ, cha mẹ mua cho một chiếc xe mình chơi đó. Thì lớn lên thì nó lại do cái công việc rồi học hành thì lại tạm xa nó một thời gian, không quan tâm lắm. Nhưng với cái xu thế chung của cái xã hội Việt Nam bây giờ, kinh tế đã phát triển rồi đó, thì công ăn việc làm ổn định đó, thì bắt đầu mình mới nghĩ tới cái chuyện là dựng một cái bộ sưu tập. Nó vừa mang cái ký ức của tuổi thơ mà nó vừa thỏa được cái niềm vui giải trí hàng ngày của mình. Thì nói chung mình đến cái chơi xe này cũng là có lẽ một cái duyên. Hồi đó mình có quen một anh bạn, thì ảnh là chơi cùng thủy sinh cá cảnh với mình, thì chơi cũng một thời gian. Sau đó anh em một lần vô tình đi nhậu chung với ảnh, thì ảnh lại là giới thiệu một cái diễn đàn về sưu tầm xe mô hình tỉnh này. Thú vui sưu tập mô hình xe tí hon, chi tiết giống như xe thật, như con sóng ngầm đang dần lớn mạnh tới những tín đồ mê xe tại Việt Nam. Người yêu xe có thể sắm cho mình hàng chục siêu xe nổi tiếng với giá rẻ hơn đến hàng trăm lần. Phong trào chơi xe mô hình được phân chia ra những nhóm khác nhau để người chơi có thể sưu tầm và định hình chơi theo hướng riêng của mình. Trong giới chơi xe mô hình tại Sài Gòn, có một nhóm chuyên sưu tầm những dòng xe mô hình tỉnh. Thú chơi này cũng sôi động không kém so với kiểu chơi xe điều khiển từ xa, loại mô hình Radio Control RC chuyển động được. Thì nếu mà mình giữa chơi mô hình tỉnh và mô hình động, thì đúng là mỗi một cái nó có một cái hay của nó. Nhưng mà nôm na thì theo bản cảm tính cá nhân của anh thì đã là mô hình, đương nhiên nó phải tỉnh. Nếu mà nó động thì nó sẽ bị một số hạn chế của cái mô hình. Tại mô hình là gần như nó phải trung thành với một cái nguyên bản gốc. Nhưng mà nếu mà xe động thì đương nhiên nó phải lệ thuộc vào máy, vào pin. Thì đâm ra cái xe của nó thiết kế nó sẽ cũng sẽ đẹp đó, nhưng nó sẽ không trung thành với nguyên mẫu lắm. Thực ra mô hình tỉnh là tên gọi chung cho một loạt các loại mô hình có tính chất không chuyển động, chỉ dùng với mục đích sưu tập và trưng bày. Những sản phẩm này vẫn là đồ chơi dành cho trẻ em, nhưng là đồ chơi thuộc dạng cao cấp, từ tỷ lệ so với xe thật đến nước sơn, độ chi tiết vân vân, đều được nhà sản xuất chăm chút tỉ mỉ. Mô hình tỉnh thường có độ chi tiết cực cao, giá thành đắt, và trong hướng dẫn của các hãng sản xuất bao giờ cũng chỉ rõ đây không phải là đồ chơi cho trẻ em. Những người tham gia sưu tập mô hình tỉnh hầu hết là những người có khả năng tài chính vững vàng, và họ đều coi đây là thú sưu tầm nghiêm túc và giá trị. Mọi người có thể làm nghĩ là xe mô hình tỉnh 164 nó chỉ làm những món đồ chơi của trẻ em, thì thật sự nó là một món đồ chơi, nhưng mà có những cái nó có giá trị sưu tầm, nó khác ở những món đồ chơi trẻ em ở cái chỗ là nếu là đồ chơi trẻ em thì nó chỉ có dấu 3 cộng, có nghĩa là này đại diện là từ 3 tuổi trở lên mấy em mới được phép chơi. Còn ở những nhà sưu tập chơi xe thì nó sẽ từ 8 cộng tới 14 cộng, có nghĩa là bắt đầu là nó có giá trị sưu tập riêng. Bản thân cái xe nó làm cũng khác đi cái xe đồ chơi của trẻ em, dù là cùng một mẫu. Điển hình là một cái xe giá trị sưu tập nó khác xe đồ chơi ở cái chỗ là cái xe sưu tập nó sẽ làm nước sơn rất là đẹp, về tem, có những cái tem trang trí trên xe rất là đẹp, chi tiết. Đồng thời kể cả bánh xe và kể cả những mâm xe. Trên bánh xe nó có, các bạn có dòm thấy có những cái chữ, có nghĩa là đại diện cho một cái hãng vỏ xe nào đó. Nôm na là một chiếc xe mô hình như thế.